Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi một dị tượng lạ mang thảm họa khôn lường tàn phá đất nước này chỉ trong tích tắc. Theo đó, một cảnh tượng siêu hiếm về cổng trời có sức hút như một nam châm khổng lồ rồi xa xuống như một con quái vật đã hút mọi thứ dưới mặt đất như nhà cửa, gia súc lên không trung rồi biến mất dạng. Đã có ít nhất 525 người dân bị hút lên trời rồi mất tích trong đám mây, khiến ai nấy đều hoang mang lo sợ. Cũng theo hãng tin China Daily cho biết, cảnh tượng hãi hùng như bộ phim khoa học viễn tưởng này đã xảy ra ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Thái Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 17 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Người dân chứng kiến kể lại, lúc đầu họ nhìn thấy một hình khói đen xuất hiện trong đám mây kèm theo tiếng động lớn như sấm, sét và nó tựa như cổng trời kiểu hố đen. Hố đen ngày càng mở rộng thì bầu trời bắt đầu nổi những trận cuồng phong, mây đen khổng lồ bắt đầu xoáy theo vòng tròn, tạo thành một cái cổng vô cùng lớn. Chúng xà xuống càng lúc càng gần, chỉ cách đầu người khoảng vài mét. Với cái miệng to lớn của chúng hút toàn bộ nhà cửa, cây cối, xe cộ và hàng trăm người dân ở thị trấn này. Kể về trải nghiệm đáng sợ của mình, một nhân chứng giấu tên cho biết, tôi nhìn thấy một thứ gì đó hình vuông, đó là một thứ rắn chắc, khổng lồ, có thiết kế xung quanh và dao động nhẹ. Nó vận hành như một cái máy hút. Anh và vài người khác la hét và chạy thục mạng để tránh cái vòi hút của nó và may mắn thoát nạn. Tờ CGTV cho biết thêm, sau khi cầy xới và hút mọi thứ no nê cái bụng, thì hố đen này nhanh chóng rút về và biến mất, để lại những cơn mưa tầm tã sau đó. Cảnh tượng sáng nay cho thấy mọi thứ vẫn hỗn độn, ngổn ngang, những ngôi nhà bị nó hút chỉ còn trơ móng, những cây to thì để lại những cái hố sâu. Người dân đã nhanh chóng gửi video và hình ảnh chụp được cho các nhà điều tra. Các chuyên gia cho biết đó rất có thể là một UFO hình khối 3 chiều khổng lồ. Từ những gì mà hình ảnh ghi lại thì nó cũng giống như một cái cổng trời kiểu hố đen. Việc tự dưng xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc cho thấy đây không phải là một thứ do con người tạo ra. Trong khi đó thì cư dân mạng cho rằng chúng tôi biết những điều rất kỳ lạ xảy ra ở đây. Liệu có phải giới chức Bắc Kinh đang thử nghiệm một công nghệ hố đen nào đó? Điều này trông giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng đến sáng nay người ta lại bàng hoàng khi xuất hiện sự cố có mặt của hàng chục nghìn con cua lông đỏ thay nhau lồm cồm bò ra từ hang động gần đó thành từng bầy đông đúc. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng điều gì đã thu hút những con cua lông đỏ này và nó bò ra từ đâu? Cư dân mạng thì đưa ra nhiều đồn đoán dị tưởng xuất hiện như vậy. Thời gian sắp tới ắt sẽ có đại sự phát sinh. Hiện người ta cũng tìm hiểu sự liên kết giữa sự xuất hiện cổng trời hàng triệu đàn cua này. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này đều không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy được cảnh tượng như thế. Nó thật sự gây sốc. Đây chắc chắn là một điềm báo của một vụ động đất hay thảm họa nào đó rất khủng khiếp sắp giáng xuống Trung Quốc. Tuy nhiên, để trấn an người dân thì nhân viên của văn phòng khí tượng và động đất địa phương ngay lập tức nói rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Cua xuất hiện từng đàn là tập tính của cua di cư khi có sự thay đổi nhiệt độ và không liên quan gì đến cổng trời. Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa tự nhiên lẫn nhân tạo cùng các dị tượng thiên nhiên hiếm gặp khác. Hiện giới chức Bắc Kinh điều hàng ngàn trực thăng và quân lính để tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa cổng trời và diễn biến tiếp theo của vụ việc kinh hoàng này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật gửi đến quý vị trong những bản tin kế tiếp. Kính thưa quý vị thân mến, tiếp tục bản tin hôm nay xoay quanh thông tin kỳ lạ về cuộc di cư với quy mô lớn của các loài rắn và cóc ồ ạt đổ xô về con đập Tam Hiệp nói riêng và toàn bộ thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc nói chung. Báo hiệu điểm không lành sắp xảy ra khiến người dân quanh đập Tam Hiệp tiếp tục sống trong sự hoang mang tột độ vì đây rất có thể là điềm báo về sự cố vỡ đập bởi một trận động đất. Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng qua, người dân và quân đội tuần tra bảo vệ đập Tam Hiệp vô cùng kinh hãi khi chứng kiến hàng triệu con cóc bu đen toàn bộ thân đập và nền đập. Nhìn từ xa, người ta dường như không còn nhận ra đó là một con đập nước.
mà là một thứ gì đó đang chuyển động, trong khi hồ chứa Tam Hiệp thì như biến thành một cái ao khổng lồ với hàng triệu con rắn lạ, có cái đầu hình tam giác lúc nhúc phía dưới. Nhưng có một điều kỳ lạ là những đàn rắn này không ngừng đâm húc vào thân đập, trong khi nhiều con khác tự cắn xé đồng loại. Nhiều con trong số đó bị thương hoặc chết trôi nổi trên mặt nước, còn đàn cóc thì trong tình trạng tương tự, nhiều con bám vào vị trí cao của đập cùng nhảy xuống dưới nền đập bị thương. Dường như chúng đang cố gắng để tự sát khiến ai nấy đều cảm thấy kinh hãi. Các nhân chứng cho biết số lượng cóc và rắn nhiều đến nỗi chúng còn lũ lượt đổ ra các khu dân cư gần đó, đặc biệt là con đập vẫn đang xả lũ. Những đàn rắn và cóc cuốn theo dòng nước lũ chảy vào nhà dân và đường xá. Trong các hình ảnh và video được người dân ghi lại cho thấy, hàng trăm nghìn con cóc và rắn cũng từ con đập Tam Hiệp tràn ra khắp nơi trên con đường ở thị trấn Tam Đầu Bình. Nhiều người bị cái xe qua lại đè chết, có con thì bị người đi đường dẫm chết. Số lượng cóc và rắn vô cùng lớn khiến một số dân chúng trong làng cho rằng đây là điềm báo xấu. Những con rắn này có chiều dài trung bình thân là từ 60 đến 110cm. Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được loài rắn này, song chúng có khả năng gây nguy hiểm cho con người. Theo thông tin chi tiết, hiện người dân sinh sống ở Tam Đầu Bình đã tự phát lập một trạm chữa rắn khẩn cấp, trạm hoạt động 24 trên 24 giờ trong ngày. Tính đến 9 giờ sáng nay, đã có 25 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có 5 trường hợp bị nặng và phải chuyển lên bệnh viện cứu chữa. Nói về sự bất thường của cóc và rắn, thì các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Động đất tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây nói rằng rắn và cóc có khả năng cảm nhận được động đất trước 5 ngày và cách chúng khoảng 120 km. Khi động đất sắp xảy ra, rắn sẽ rời tổ của chúng, kể cả vào mùa đông. Nếu chúng đâm vào các bức tường hay chướng ngại vật trong lúc di chuyển, thì có thể động đất sẽ rất mạnh. Điều này cũng thật trùng hợp khi những con rắn và cóc luôn tìm cách để chúng có thể bị thương hoặc là chết đi. Hiện chính quyền Hồ Bắc thành lập nhóm điều tra vụ việc và tiến hành bắt rắn và cóc. Vì số lượng quá nhiều nên chính quyền Trung Quốc đang cho người phun chất hóa học trước sự hoang mang của người dân, vì cho đây là điềm báo động đất lớn, thậm chí có thể khiến con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ. Đó là lý do vì sao mà rắn cóc lại ồ ạt xuất hiện ở đập Tam Hiệp như vậy, bất chấp thời tiết đang vô cùng lạnh giá. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc vào 10 giờ sáng nay cũng ngay lập tức bác bỏ tin đồn rằng rắn và cóc tụ tập thành đàn vì sắp có động đất. Khẳng định không có động đất nào sẽ xảy ra, đây chỉ là mưa lũ nghiêm trọng khiến nơi trú ẩn của cóc và rắn bị đe dọa nghiêm trọng nên chúng mới tập trung thành đàn. Như vậy, trong khi vẫn chưa nắm rõ về cơ chế cảm nhận động đất, nhưng người dân đại lục đều quyết định tin còn hơn không, khi trong quá khứ cũng từng xảy ra những hiện tượng tương tự. Vào năm 2008, thì trận động đất khủng khiếp xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có các dấu hiệu báo trước, nhưng mọi người không hiểu các tín hiệu báo động của động vật, các tín hiệu của thiên nhiên cũng bị bỏ qua. Từ giữa tháng 4 năm đó, một hồ nước gần thành phố Ân Thi đã biến mất hoàn toàn. Nơi này cách tâm trấn khoảng 500 km. Hiện tượng này được biết đến là từ thời cổ đại. Nước trong giếng đột ngột biến mất. Hiện tượng được ghi nhận từ 10 đến 20 ngày trước khi xảy ra một trận động đất mạnh. Sau đó, 3 ngày trước trận động đất, hàng ngàn con ếch đã xâm chiếm các đường phố của thành phố Miên Trúc. Theo quan niệm của dân gian, đây là điềm báo xấu. Trước thảm họa thiên nhiên, cư dân địa phương cũng đã cảnh báo nhà chức trách. Tờ báo Hoa Tây Đô Thị thậm chí dành riêng một bài viết về hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng các nhà chức trách đã nhanh chóng trấn an dân chúng và Miên Trúc đã bị thiệt hại nghiêm trọng với hơn 2.000 nạn nhân. Hành vi của động đất trong trường hợp động đất, những loài dự cảm trước thảm họa, hầu hết các biên niên lịch sử thời Trung Cổ đều đề cập đến động đất, đều nói rằng trước khi thảm họa xảy ra, một số loài động vật có cư xử kỳ lạ. Chó hú một cách vô thức, mèo chạy trốn, các loài khác nhau có dấu hiệu bất an. Mỗi loài theo cách riêng của mình, người nông dân thường được cảnh báo rõ rệt nhất bởi vì ngựa, bò, gà cảm nhận được động đất. Khi cá sấu bỗng vang lên một bản diễn tấu, rõ ràng là sẽ xảy ra một cái gì đó. Bồ câu không vào chuồng mà bay mất phương hướng, gà không đẻ trứng nữa và trở nên kích động. Những con ong rời tổ khi không bị tấn công, chuột ra khỏi chỗ ẩn nấp, thậm chí kiến và bọ cánh cứng ra khỏi tổ hay chỗ ẩn náu mà không hề sợ hãi và di chuyển tốc độ báo động. Một số loài có thể có giác quan với động đất, trong số đó có cả rắn và cá, cả hai loài này có giác quan phát triển rất tốt.
rắn cảm nhận được những rung động và bức xạ hồng ngoại, còn cá rất nhạy cảm với điện trường. Sau đó, chúng có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong trường điện từ hoặc chấn động nhỏ. Nhiều ngày trước một trận động đất mạnh, các nghiên cứu đã chỉ ra ngay trước và trong khi động đất, rắn bắt đầu đánh nhau. Đây là hành vi bất thường vì thông thường tất cả các loài rắn đều không hoạt động vào ban ngày. Khá thú vị là hành vi của cá có vòi thuộc loại Carbuc sinh sống ở sông Nin. Chúng thể hiện sự khó chịu thay đổi hoàn toàn hành vi của mình 4 ngày trước khi hiện tượng xảy ra. Về cơ bản, các động vật không có giác quan thứ 6 cho phép chúng biết trước động đất, nhưng chúng phản ứng vì những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Nhưng có một số chuyển động của màng kiến tạo, cá sấu cũng không vô cảm trước khi xảy ra động đất. Một nhà động vật học của Trung Quốc quan sát hành vi bất thường của cá sấu trước khi động đất xảy ra ở hòn đảo Honshu của Nhật Bản. Ông nói rằng các con cá sấu đã phát ra một tiếng gầm gừ, lắc đầu và lắc đuôi. Một chuyên gia Nhật Bản cho biết chúng có thể cảm nhận được sắp xảy ra một trận động đất trong vòng bán kính 100 km. Chim và voi cảm nhận rất tốt rung động của một số cú sốc nhỏ và siêu âm. Còn chuột ngay lập tức sẽ cảm nhận được những âm thanh tần số cao xuất hiện khi đã nứt trong lòng đất. Hành vi của động vật trong trường hợp động đất, những loại dự cảm trước được thảm họa, hầu hết biên niên sử thời Trung Cổ khi đề cập đến động đất đều nói rằng trước khi thảm họa xảy ra, một số loài động vật có cư xử kỳ lạ. Chó hú một cách vô thức, mèo chạy trốn, các loài khác có dấu hiệu bất an, mỗi loài cảm nhận theo cách riêng của mình. Người nông dân thường được cảnh báo rõ rệt nhất bởi vì ngựa, bò, cua, gà cảm nhận được động đất khi cả sân bỗng vang lên một bản diễn tấu rõ ràng sẽ xảy ra một điều gì đó. Bồ câu không vào chuồng mà bay mất phương hướng, lợn nếu không cùng một đàn sẽ đánh nhau. Gà không đẻ trứng nữa và trở nên kích động, những con ong rời tổ khi không bị tấn công, chuột ra khỏi chỗ ẩn nấp, thậm chí kiến và bọ cánh cứng ra khỏi tổ hoặc chỗ ẩn náu mà không hề sợ hãi, di chuyển với tốc độ báo động. Trong tất cả các loài động vật có vú ở vườn thú, loài vượn cáo đỏ đã cảm nhận động đất rất sớm. Chúng đã phát ra âm thanh báo động khoảng 15 phút trước đó. Mèo cũng rất kích động trước khi xảy ra động đất. Chúng kêu meo meo và tìm nơi trú ẩn khỏi nơi nguy hiểm sắp xảy ra. Chúng có thể chạy như điên qua nhà, kêu meo meo thật đáng sợ, rú lên và đôi khi còn trở nên hung hãn. Thỏ có đôi tai rất thính và phản ứng rất rõ ràng trong các trường hợp động đất. Trước khi động đất, thỏ trở nên bồn chồn, thường tấn công vào các cạnh chuồng để thoát ra ngoài. Khi cảm nhận một trận động đất sắp xảy ra, chim bay lên tán loạn, mất phương hướng và nếu chúng trong lồng, chúng sẽ cố gắng thoát ra. Trong trận động đất vào ngày 26 tháng 2 năm 2004 ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi Thái Lan, có 12 con voi được đào tạo để đưa khách đi dạo trên bãi biển đã trở nên kích động ồn ào. Vài giờ trước khi cơn đại hồng thủy xảy ra, chúng đột nhiên chạy ra khỏi bãi biển cùng với du khách hướng tới vùng đất cao hơn. Bằng cách này, những con voi đã cứu mạng những du khách mà chúng vận chuyển. Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp được báo cáo với kết luận của các nhà khoa học. Bởi vì rất khó để nghiên cứu một cách nghiêm ngặt hành vi của động vật trong trường hợp động đất, tình huống thực tế không thể dự đoán. Rồi cũng đã khép lại bản tin của tin mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.